Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Bão Rayman vừa đổ bộ khu vực bờ biển Nam Á đã gây thiệt hại nặng về cả nhân mạng và hệ thống cơ sở hạ tầng của hai quốc gia Ấn Độ và Bangladesh. Tính đến sáng 28 tháng 5, theo giờ địa phương, cơ quan chức năng của cả hai quốc gia ghi nhận ít nhất 16 người chết hơn một triệu người phải sơ tán, cùng hàng triệu hộ gia đình bị mất điện. Ông Liakat Ali, chuyên gia khí hậu người Bangladesh, cho biết gió giật mạnh và nước ngập ở nhiều nơi khiến hệ thống thoát nước bị quá tải. Ông nói, nhiều người bị mắc kẹt trong cơn bão, chúng ta còn một đêm dài phía trước khi hàng triệu hộ dân phải sống trong cảnh mất điện và không có nơi trú ẩn an toàn. Bão Reman là cơn bão đầu tiên trong năm 2024 với tốc độ gió lên tới 135 km một giờ. Bão Reman quét qua khu vực xung quanh cảng Mông La ở phía nam Bangladesh và quần đảo Saga liên kề ở bang Tây Bengal của Ấn Độ từ cuối ngày 26 tháng 5. Cơn bão đổ bộ các quốc gia Nam Á vào khoảng 21 giờ ngày 26 tháng 5 và suy yếu dần trong sáng 27 tháng 5. Lãnh đạo cơ quan quản lý thảm họa địa phương Mijano Rama chia sẻ, mọi người thường rất miễn cưỡng rời bỏ gia súc và nhà cửa để đến nơi trú tránh bão. Họ chờ đợi đến phút cuối khi đã quá muộn. Trước khi bão Riman đổ bộ, các quan chức Bộ Điện lực Bangladesh cho biết nước này đã ngừng cung cấp điện ở một số khu vực để tránh tai nạn. Do bão, tại nhiều thị trấn ven biển xảy ra tình trạng cây đổ và đứt đường dây điện khiến nguồn cung bị gián đoạn. Trong thời gian chịu ảnh hưởng của bão, gần 3 triệu người ở Bangladesh không có điện. Trong khi đó, chính quyền bang Tây Bengal của Ấn Độ thông tin ít nhất 1.200 cột điện bị bật gốc, 300 túp lều bằng bùn đất đã bị san bằng. Những cơn gió dữ dội đã làm tốc mái một số ngôi nhà tôn, nhà tranh. Mưa và nước biển dâng cao làm hư hỏng một số bờ kè và gây ngập lụt các khu vực ven biển ở Sundarbans, nơi có một số khu rừng ngập mặn lớn nhất thế giới, thuộc sở hữu của Ấn Độ và Bangladesh. Mưa ngập đường xá làm gián đoạn việc đi lại ở thủ đô Dhaka của Bangladesh. Giới chức ở Dhaka đã lập gần 8.000 nơi trú bão và huy động 78.000 tình nguyện viên để ứng phó với cơn bão số 1 ở Ấn Độ Dương. Giới chức cho hay, cả Ấn Độ và Bangladesh đã sơ tán gần 1 triệu người đến nơi trú bão với khoảng 800.000 người ở Bangladesh và khoảng 110.000 người ở Ấn Độ. Ngoài ra, sân bay quốc tế Netaji Subhas Chandra Bose tại thành phố Kolkata, Ấn Độ cũng bị gián đoạn liên tục với hàng chục chuyến bay bị trì hoãn hôm 27 tháng 5. Theo dự báo bão mới nhất lúc 3 giờ 16 phút ngày 28 tháng 5 của cơ quan khí tượng Ấn Độ, hoàn lưu bão Riman đang quét qua Bangladesh theo hướng đông đông bắc với tốc độ 15 km/h trong vòng 6 giờ trước đó. Tâm điểm của hoàn lưu bão số 1 ở Ấn Độ Dương hiện nằm trên đất liền Bangladesh, cách Mông La khoảng 190 km, Srimangan khoảng 120 km và Dhaka khoảng 30 km. Reyman là một trong hai cơn bão đầu tiên ở Bắc bán cầu cùng với bão Agon, tên quốc tế là Eugenia, hình thành ở phía đông Philippines. Theo dự báo báo mới nhất của cơ quan thiên văn địa vật lý và khí quyển Philippines, PAGASA về bão Agon tên quốc tế là Eugenia cho biết bão đang tiếp tục di chuyển khỏi Philippines từ chiều 27 tháng 5. Pagasa đã dỡ bỏ tín hiệu gió bão nhiệt đới số 2 ở Philippines nhưng vẫn duy trì vị trí tín hiệu số 1 với 6 vùng gồm Quirino, Nueva Vizcaya, Isabela, Aurora, Quezon và Camarines Norte. Theo dự báo mới nhất của Pagasa, tầm bão Agon cách Casiguran, Aurora khoảng 155 km về phía đông có sức gió duy trì tối đa 140 km một giờ và gió giật lên tới 170 km một giờ. Bagasa cũng nhắc lại dự báo trước đó rằng cơn bão số 1 gần Biển Đông có ít khả năng trực tiếp gây mưa đáng kể trong vòng 3 ngày tiếp theo. Bão Agon vẫn đang di chuyển theo hướng Đông Bắc tới biển Philippines và dự kiến rời khỏi khu vực dự báo của Philippines trước ngày 29 tháng 5. Tính đến ngày 27 tháng 5, Hội đồng Quản lý Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines cho biết bão Agon đã ảnh hưởng đến 19.373 người, trong đó có 7 người bị thương. Philippines chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về trường hợp tử vong, người mất tích hoặc thiệt hại với nông nghiệp và cơ sở hạ tầng do cơn bão đầu tiên của mùa bão năm 2024 gây ra. Agon, tên quốc tế là Ewinia, cũng là cơn bão nhiệt đới đầu tiên của mùa bão năm 2024 ở Thái Bình Dương. Trong bản tin dự báo bão mới nhất, Cơ quan Thời tiết Đài Loan Trung Quốc nhận định cơn bão Ewinia hình thành trên vùng biển phía Nam Đông Nam Philippines từ sáng 26 tháng 5, có khả năng thấp ảnh hưởng trực tiếp đến Đài Loan Trung Quốc. Trong khi đó, dự báo bão ngày 27 tháng 5 của cơ quan thời tiết Nhật Bản cho hay, cơn bão đầu tiên của mùa bão năm 2024, Equinia đang di chuyển về phía đông bắc và tiếp tục mạnh lên. Bão Equinia dự kiến tiếp cận vùng đây Tojima của tỉnh Okinawa, Nhật Bản. Cơ quan thời tiết Nhật Bản khuyến cáo người dân thận trọng trước gió mạnh và sóng lớn. Trước đó, theo Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cho biết, cơn bão này ít có khả năng đi vào biển Đông nhưng nó đóng vai trò hút gió mùa Tây Nam. Cùng thời điểm này, trên vịnh Bengal cũng có bão, góp phần đẩy gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh lên. Điều này khiến giai đoạn từ nay đến đầu tháng 6, gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam Bộ hoạt động mạnh lên, gây mưa nhiều hơn và trên diện rộng. Do ảnh hưởng của bão, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 28 tháng 5 đến ngày mùng 2 tháng 6, nhiều khu vực trên cả nước có mưa rông diện rộng. Từ đêm 28 tháng 5 đến ngày mùng 4 tháng 6, cơ quan khí tượng cho biết Bắc Bộ từ đêm 28 đến 31 tháng 5 khả năng có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to đến rất to. Từ ngày mùng 1 tháng 6 có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Mưa gia tăng trong hai ngày mùng 1, mùng 2 tháng 6 và duy trì đến cuối tuần. Trung du và miền núi có nguy cơ lũ quét, trượt lở đất đá. Theo số liệu thống kê, trận lở đất cuối tuần qua ở tỉnh Enga, Papua New Guinea đã khiến hơn 2.000 người bị chôn vùi, cao gấp 3 ước tính mà giới chức địa phương đưa ra trước đó. Trong khi các báo cáo ban đầu cho hay 60 căn nhà và khoảng 300 nạn nhân bị vùi lấp. Con số này sau đó tăng lên 150 căn nhà đã bị phá hủy, hơn 670 người mất tích. Giới chức địa phương cho biết công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn do tình hình địa chất tại khu vực không ổn định. Các vụ lở đất có nguy cơ tái diễn, đe dọa tính mạng của người sống sót sau thảm họa lẫn lực lượng cứu hộ. Trưởng phái đoàn tổ chức di cư quốc tế IOM ở Papua New Guinea, Sehan Aktoprak cho hay người dân địa phương phải dùng cuốc sẻng tay không để đào tìm nạn nhân vì thiết bị hạng nặng chưa thể đến nơi do tuyến đường duy nhất tới khu vực bị vùi lấp. Khu vực thảm họa có nơi bị vùi lấp dưới hơn 8 mét đất đá. Ông Aktoprak nói, đã nhiều ngày trôi qua từ khi thảm họa xảy ra, chúng tôi đang chạy đua với thời gian nhưng cũng không rõ có đủ nguồn lực để cứu giúp mọi người hay không. Cũng theo Reuters, xung đột giữa các bộ lạc trong khu vực cũng khiến quá trình cứu hộ diễn ra khó khăn. Các phương tiện cơ giới không thể tiếp cận được nơi xảy ra lở đất và di chuyển cần phải có sự hộ tống của quân đội. Giới chức Papua New Guinea cũng kêu gọi hành động lập tức và hợp tác từ mọi lực lượng để ứng phó thảm họa, trong đó có quân đội, lực lượng cứu hộ quốc gia và địa phương. Papua New Guinea cũng đề nghị liên hợp quốc hỗ trợ thông báo tình hình đến các đối tác hợp tác phát triển và bạn bè quốc tế. Mọi hỗ trợ quốc tế sẽ được điều phối thông qua trung tâm ứng phó thảm họa quốc gia. Ủy ban nước quốc gia Mexico conagua vừa qua dự báo Tám bang tại Mexico sẽ hứng chịu những cơn mưa dữ dội, trong đó có các bang State of Mexico, Hidalgo, Puebla và Querétaro có thể hứng chịu gió giật với sức gió lên tới 50 đến 70 km/h, thậm chí có thể hình thành các cơn lốc xoáy. Theo chính quyền thành phố Puebla, cách thủ đô Mexico City khoảng 80 km, mưa đá và mưa bất thường trong tuần đã gây ra lũ lụt, tàn phá, khiến nhiều cây cối gãy đổ. Theo Bộ Y tế Mexico ít nhất 12 thành phố tại nước này đã chứng kiến nhiệt độ cao kỷ lục trong những ngày gần đây. Do đợt nắng nóng từ 2 tháng trước vẫn tiếp diễn, khiến ít nhất là 48 người tử vong vì say nắng và mất nước. Ngày 25 tháng 5, thủ đô Mexico City ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục 34,7 độ C. Chỉ riêng trong mùa hè này, nhiệt độ tại Mexico City với dân số khoảng 10 triệu người đã ghi nhận 3 lần phá kỷ lục trong bối cảnh hạn hán dai dẳng gây áp lực đối với các hồ chứa nước và mạng lưới điện của đất nước. Còn Nicaragua cũng dự báo mức nhiệt tối đa lên tới 45 độ C có thể xảy ra ở một số bang, trong đó có Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, phía bắc Hidalgo, Jalisco và Michoacan. Nắng nóng gay gắt ở một số khu vực, đặc biệt là ở miền bắc, trong đó có San Luis Potosi, nơi nhiệt độ lên tới 50 độ C đã gây ra tình trạng mất điện, khiến các lớp học trong khu vực phải tạm cho học sinh nghỉ học. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Tự trị Quốc gia Mexico UNAM cảnh báo, nước này sẽ hứng chịu mức nhiệt cao kỷ lục trong 10 đến 15 ngày tới. Tình hình nắng nóng đã làm trầm trọng thêm ảnh hưởng của hạn hán, vốn đã ảnh hưởng đến hơn 70% diện tích Mexico ở các mức độ khác nhau. Hơn 30% diện tích Mexico đã phải đối mặt với tình trạng hạn hán khắc nghiệt gây rủi ro tính mạng người dân.